giúp cho môi trường sống trong lành hơn vì một tương lai xanh cho mọi người. Sau ngày hôm nay thì quý vị có thể trải nghiệm tính năng trợ lý ảo ngay trên chiếc xe VinFast VF34. Hey VinFast, camera 360, đấy lên luôn. Bồi hồi xúc động ấy, bởi vì là không nghĩ là Việt Nam có thể sản xuất được một cái nó nhanh như thế và thật sự là mang tính tiên phong. Thứ nhất là cái việc xe điện nó kể cả trên thế giới nó cũng rất là mới chứ không phải chỉ Việt Nam, mà trong cái thời gian rất ngắn một tập đoàn Việt Nam hoàn toàn made in Việt Nam và còn được tham quan nhà máy các thứ, chứng kiến được cái dây chuyền sản xuất thì thật sự là thấy rất là xúc động. Xe đẹp, điều khiển hiện tại như bây giờ là điều khiển bằng giọng nói rất là dễ dàng, điều khiển chỉnh camera các thứ, hay VinFast rất là ok, cam 360 rất là ok. Tôi ngồi rất là rộng rãi. Khi mà tôi ngồi ghế lái mà tôi kéo kịch kim ra đằng sau ấy thì cái người ngồi đằng sau vẫn còn thừa khoảng tầm độ 20-25 phân nữa. Những cái chính sách mới công bố trong ngày hôm nay ấy, thì VinFast họ đã lắng nghe ý kiến của khách hàng trong một thời gian rất là dài, rất là nhiều ý kiến.